Giới Phật tử 48 giới khinh. Tiếp theo 31. Này Phật tử, khi Phật tịch rồi, trong đời giữ, thấy kẻ ngoại đạo, tất cả người ác cướp tặc, bán hình tượng Phật, Phật tử và bán kinh luật, hoặc bán tăng sư, ni cô, người tu Phật tử, kẻ phát tâm Bồ Đề, bán làm tay sai cho quan, làm tôi mọi cho người, Phật tử thấy thế phải sanh lòng từ bi, tìm phương cứu chữa đi các nơi giáo hóa, tìm cách chuộc tượng Phật. Phật tử và tăng sư ni cô cùng những người phát tâm Bồ Đề và tất cả kinh luật, nếu không mua chuộc thời phản khinh cấu tội. 32. Này Phật tử, không đặng buôn bán dao, gậy, cung tên, cân non, gà thiếu, cậy thế lực quan trên, lấy ngang của chúng, lòng ác trói buộc, phá hư việc thành công của người, và nuôi mèo, chồn, heo, chó, vân vân, nếu cố nuôi, thời phạm khinh cấu tội. 33. Này Phật tử, cố đem lòng ác, xem coi các kẻ nam nữ đánh lộn, cùng binh tướng đánh giặc nơi quân trận, cũng chẳng đặng nghe thổi ốc, trống, còi, đờn cầm, đờn sắt, đờn tranh, ống tiêu, ống sáo, đờn không hầu, các tiếng ca ngâm kỹ nhạc, chẳng đặng đánh bài bạc, cờ vây, cờ tướng, cờ đàn, cờ lục bát, đánh banh, quăng đá, gieo hồ và phép coi bói, cỏ thi nhành dương, bát nước, sọ khô, làm việc bói sủ và không đặng làm sứ cho cướp trộm, mỗi mỗi không nên làm, nếu cố tâm làm đó, phạm khinh cấu tội. 34. Này Phật tử, khi đi đứng nằm ngồi, giữ gìn giới cấm, ngày đêm trì tụng giới này, trọng như ngọc kim cang, như đeo phao nổi qua khỏi biển lớn, như tỳ kheo buộc cỏ, thường sanh lòng từ thiện chánh tín, tự biết mình là Phật chưa thành, chư Phật là Phật đã thành, phát tâm Bồ Đề, mỗi niệm không lui sụp, nếu khởi một niệm ngoại đạo, phạm khinh cấu tội. 35. Này Phật tử, thường phải phát tất cả lời nguyện, hiếu thuận tăng sư, nguyện gặp thầy hay bạn lành đồng học, thường dạy cho ta kinh luật, 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa, đặng ta hiểu rõ, thà bỏ thân mạng, mỗi niệm không quên, tất cả Phật tử không phát nguyện này, phạm khinh cấu tội. 36. Này Phật tử, phát đại nguyện ấy rồi, giữ giới cấm của Phật phải phát thệ rằng, thà đem thân này nhảy vào đống lửa dữ, hầm lớn, núi đao, quyết không phạm kinh luật của Phật ba đời, làm hạnh bất tịnh với tất cả người nữ, lại nguyện rằng, thà lấy ngàn lớp sắt nóng, vắng giáp thân mình, quyết không dùng thân phá giới này, mặc những y phục của người đàn Việt tín tâm, lại nguyện rằng, thà lấy miệng này nuốt hòn sắt nóng và cột lửa to, trải trăm ngàn kiếp, quyết không đem miệng phá giới này, ăn uống trăm món của người đàn Việt tín tâm, lại nguyện rằng, thà đem thân này nằm trên lưới sắt cháy đỏ, quyết không dùng thân phá giới này, ngồi nằm trăm thứ giường ghế của người đàn Việt tín tâm, lại nguyện rằng, thà lấy thân này chịu 300 mũi giáo chỉ đâm vào mình, một kiếp, hai kiếp, quyết không đem thân phá giới này, dùng trăm thứ thuốc thang của người đàn Việt tín tâm, lại nguyện rằng, thà đem thân này háp vào tấm sắt nóng, trải trăm ngàn kiếp, quyết không dùng thân phá giới này, ở trong ngàn lớp phòng nhà, vườn đất của người đàn Việt tín tâm, lại nguyện rằng, thà lấy chùy sắt đập nát thân này, từ đầu đến chân, nát ra như bụi, quyết không dùng thân phá giới này, chịu người đàn Việt tín tâm cung kính lễ bái, lại nguyện rằng, thà chịu lấy trăm ngàn dao mắt đỏ nóng, khuyết cặp mắt, quyết không dùng thân phá giới này, xem coi sắc đẹp, lại nguyện rằng, thà lấy trăm ngàn dùi sắt soi lụi lỗ tai, một hai kiếp, quyết không đem tâm phá giới này, nghe giọng hay, tiếng tốt, lại nguyện rằng, thà lấy trăm ngàn kéo bén, hớt bỏ cái mũi, quyết không dùng tâm phá giới này, tham ngửi mùi thơm, lại nguyện rằng, thà lấy trăm ngàn dao bén cắt cuốn lưỡi, quyết không dùng tâm phá giới này,
ăn trăm món quý của người đàn Việt tín tâm, lại nguyện rằng thà đem búa bén bầm chặt thân thể, quyết không dùng tâm phá giới này, ham cả vật êm, lại nguyện rằng tất cả chúng sanh đều đặng thành Phật. Phật tử nếu không phát nguyện như vậy, thời phạm khinh cấu tội. 37. Này Phật tử, thường phải tu hạnh đầu đà và mùa hạ ngồi thiền, kiết hạ an cư, thường dùng ba y bình bát, tọa cụ, bàn lược, khăn tay, giao cạo với kinh luật. Phật tử khi tu đầu đà và khi du phương đi đến trăm ngàn dặm thì các món này thường đem theo mình như chim có hai cánh. Đến ngày Bồ Tát, Phật tử phải học cứ mỗi nửa tháng một kỳ, thường Bồ Tát tụng 10 giới trọng, 48 giới khinh. Khi tụng giới phải tụng trước tượng Phật, một người Phật tử thời một người tụng, hoặc hai người, ba người, nhẫn đến trăm ngàn người cùng một người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp, hoặc khi đi hạnh đầu đà, đừng vào chỗ nạn như cõi nước dữ, hoặc vua hung, đắc các gò, hố, cỏ cây rậm rạp, sư tử, hổ lang, nạn nước, lửa gió, cùng là cướp tặc, đường xá rắn độc, bao nhiêu chỗ nạn đều không đặng vào. Chẳng những đầu đà, dầu kiết hạ an cư, mãi những chỗ nạn như vậy cũng chớ nên kiết, nếu cố kiết thời phạm khinh cấu tội. 38. Này Phật tử, phải y theo thứ lớp mà ngồi, thọ giới trước ngồi trước, thọ giới sau ngồi sau, chẳng luận già trẻ, tỳ kheo ni, quý nhân, quốc vương, thái tử, cho đến huỳnh môn tôi tớ, đều phải theo thứ lớp thọ giới trước sau mà ngồi. Đừng như ngoại đạo, người già trẻ trước sau lộn xộn, ngồi không có thứ lớp, khác nào kẻ binh nô mọi rợ. Trong đạo Phật ta, kẻ thọ giới trước ngồi trước, kẻ thọ giới sau ngồi sau, tại gia ngồi theo tại gia, xuất gia ngồi theo xuất gia, cho đến nam nữ cũng phải phân biệt. Nếu Phật tử không mỗi mỗi y theo thứ lớp mà ngồi, thời phạm khinh cấu tội. 39. Này Phật tử, thường phải dạy bảo cho tất cả chúng sanh dựng lập chùa, tòng lâm, ruộng vườn và tháp Phật, cùng chỗ để mùa hạ ẩn cư ngồi thiền, bao nhiêu chỗ đạo tràng tu niệm đều phải tạo lập cả. Phật tử phải giảng kinh luật cho tất cả chúng sanh nghe, khi tật bệnh, nạn nước lửa, giặc cùng tăng chúng mắt, cũng phải giảng nói kinh luật, tất cả trai hội cầu nguyện, hoặc đi đường rủi bị nạn lửa thiêu, nước trôi, gió dữ, thổi chìm ghe tàu, nơi sông hồ, biển lớn, gặp nạn la sát, cũng đọc tụng giảng nói kinh luật này, nhẫn đến tất cả tội báo trong ba đường, tám nạn, bảy nghịch, gông cùm, xiềng xích, trói buộc thân thể, hoặc lòng thường móng dâm, dầm, ngu si, nhiều tật bệnh, cũng đều giảng nói kinh luật này. Phật tử mới học, nếu không như thế, phạm khinh cấu tội. Chín giới này cần phải học, kính lòng vâng giữ.